Từ Thiên Nga Bảy Dương Hậu, hôm nay lần hai đến nhà chị Thu Em ở phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy. Chị mang nhiều căn bệnh, thuộc hộ nghèo khó khăn, thì gia đình hiện giờ vẫn còn xài đèn dầu, không có đèn điện và không đồng hồ, lý do là gia đình không có khả năng đăng ký. Hiện giờ ở thành phố Ngã Bảy thì nhà nào đường nào cũng đều xài đèn điện thắp sáng, thì nhưng riêng gia đình của chị Thu Em thì thuộc hộ nghèo, phải sống cảnh nước thì ngập, không có điện xài ánh đèn dầu leo lét. Đây là một hoàn cảnh rất là nghèo khó khăn ở vùng quê Ngã Bảy, phường Lai Hiếu, thật là đau lòng cho chị. Sau khi chồng chị qua đời thì cũng lý do nghèo, không có tiền cho chị uống thuốc khám bệnh viện, đã qua đời để lại đứa con trai. Hiện giờ con trai 39 tuổi cũng chưa có gia đình, vì nghèo cũng đi làm mướn làm thuê lo cho mẹ. Nhưng mà hiện giờ giãn cách xã hội thì con trai chị cũng vẫn thất nghiệp, nhưng mà chị thì mang căn bệnh một ngày một nặng, nhiều căn bệnh khó quá, cuộc sống tiểu đường dân dân hiện đi không được. Thì hôm nay Dương Hậu trở lại thì cũng trao tiền của chị Lam Thị Liên ở Thụy Sĩ. À, xin chào chị Thu Em, hôm nay chị khỏe không? Dạ, nhờ tiền để cho đi chích thuốc được ba bốn lần nè, hơi đỡ đỡ chứ cũng còn cũng chưa ăn chưa có được. À, hôm nay có chị Lam Thị Liên Thụy Sĩ á, có xem trang từ thiện cũng có hỗ trợ chị thêm 2 triệu ha. Dạ. Chị tiếp tục đi chích uống thuốc, chứ để như vậy là một ngày một nặng, sẽ nguy cơ đến tính mạng ha. Dạ. À, Chúc ơi, con cho 2 triệu đi con. À, sau khi chị nhận 2 triệu của chị Lam Liên Liệt Sĩ, chị có gửi lời gì không? Dạ, em tên Cao Thị Thu Em, năm 7 tuổi. À, em xin gửi lời cho chị anh Tý Liên, được mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe, được tới trăm tuổi già, để từ thiện cho những người khổ nghèo. Em lúc trước em còn sức mạnh em 50 mấy ký, em mần không biết ngày đêm gì hết á, mần dữ lắm, nên mua được cái nền nhà không à, nhà xìm xịp nhà lá, từ thiện thấy dễ thương, có cho được cái nhà lập toàn, dạ, rồi cho tiền mua cái xuồng đi tới đi luôn. Bây giờ sao bệnh buồn tuổi quá, dạ, mà không được, buồn, ngồi chỗ buồn dữ lắm, Thôi chị cũng cố gắng đi ha. dạ. À, quý vị đã xem mà, sau khi chị nhận được 2 triệu của chị Liên, sự buồn vui lẫn lộn trong lúc ngặt nghèo khó khăn, không có tiền trong nhà mà nhận được 2 triệu, chị rất là mừng và rơi lệ nước mắt. Lý do là số tiền đối với chị quá lớn, khi lúc không có tiền mà uống thuốc. Thì chị cũng gửi lời cảm ơn nhiều đến quý ân nhân là chị Lam Thị Liên. Và Dương Hậu cũng thay mặt chị Thu Em cũng xin cảm ơn chị Liên, chúc cho chị luôn may mắn và hạnh phúc thật nhiều bên gia đình. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian xem chương trình này. Thôi chúc cho chị khỏe, chị Thu Em. Dạ.